Gần đến những ngày chia tay, bên cạnh thi cử, lưu bút, đồng phục lớp, ghi dấu tuổi học trò, thì tỏ tình cũng là một câu chuyện nóng đối với học sinh cuối cấp. Thời học sinh hối tiếc thì nhiều lắm, nhưng điều hối hận vẫn là không dám tỏ tình với một ai đó. Người ta thường nói tình cảm tuổi học trò chính là dư vị ngọt ngào nhất, trong sáng nhất mà bạn may mắn có được duy nhất một lần trong đời. Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip cậu nam sinh mạnh dạn tỏ tình với cô gái. Tuy nhiên, cuộc tỏ tình bỗng nhanh chóng bị dập tắt không phải bởi người thứ ba hay đám đông vây quanh, mà bởi cô giám thị. Trong clip, cậu nam sinh đang trao quà và hoa cho người thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Những tưởng màn tỏ tình thành công bởi nhiều biểu hiện trên gương mặt của cô gái, ai cũng thấy rõ sự hạnh phúc của cô nàng. Thế nhưng, chuyện bất ngờ xảy ra ở phút thứ 89. Cô giám thị từ đâu bất ngờ xuất hiện, giành lấy chú gấu bông trên tay và cặp đôi chia tay từ giây phút này. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đã nhanh chóng được cư dân mạng nhiệt tình share khắp mặt trận. Nhiều người bày tỏ không biết nên khóc hay nên cười với màn tỏ tình thất bại này đây. Một bộ phận cũng lên tiếng cho biết rằng cô giám thị quá gắt. Kinh nghiệm rút ra cho mấy cô nàng là có đứa nào tỏ tình mà thích thì cứ cầm quà luôn, chứ đừng cười cười rồi vuốt tóc lại không có quà nhận nữa đó nha. Tuổi 17-18 ngộ ghê ha. Bạn làm sao biết được cậu bạn hay mua đồ ăn sáng cho bạn, hay làm tài xế chở bạn đến trường lại là chàng trai sẽ không bao giờ quên. Thế mà cô nói tỏ tình với đối phương vẫn chưa một lần bày tỏ, để hết cấp 3 rồi mối quan hệ vẫn mãi là một dấu chấm lơ lửng. Người ta bảo thời gian trôi nhanh lắm, thích ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ để không hối hận sau này nhé.